ngang đùi. Điểm ngang đùi dựa trên cơ sở chúng ta vừa mới thiết kế xong. Dựng ngang đùi. Thiết kế ngang đùi chúng ta sẽ thiết kế bằng cách 1/4 vòng đùi trừ đi 1 tính từ điểm trục chính lấy ra hai bên. 1/4 vòng đùi trừ 1. Tiếp nữa, cũng như điểm ngang gối sẽ là 1/4 vòng gối trừ 1. Ngang bắp chân cũng là 1/4 vòng gối vòng bắp trừ đi 1. Có nghĩa là độ bán thân giữa thân sau và thân trước hai bên này là đối xứng nhau. Vòng ống thì tùy thuộc là chúng ta mặc bó hay là mặc ống đứng. Đây là ống dạng như gần như là ống côn. Nên ống côn thì chúng ta sẽ tính dựng từ cái điểm ngang gối, ngang bắp, ta kéo thẳng xuống dưới đây để đảm bảo cái độ túp đều. Dựng được một đường này, ta lấy được từ điểm trục chính ra đây là 5/5. 5/5 lấy đối xứng ra hai bên là 11. Mỗi bên là 5/5. Từ những điểm chúng ta vừa mới dựng xong, chúng ta sẽ nối một các đường, các điểm này vào với nhau để tạo thành một cái đường trơn đều lên đến đường chân cẳng. Đấy, đây là cái đường mà tôi vừa mới dựng xong. Tiếp nữa là cái phần chân cạp này, lúc nãy chúng ta chưa nói đến phần lấy dấu, lấy ly, hai ly lật. Thì cái ly thứ nhất thì chúng ta sẽ lấy từ đường trục chính giữa ống quần, lấy sang là 2 xăng và khoảng cách từ ly nọ sang ly kia là 3 xăng và lấy tiếp là 2 xăng. Tránh lấy vào phần miệng túi, có nghĩa là cách đường miệng túi ra tối thiểu ít nhất cũng phải là 1 xăng. Đây là cái hướng dẫn cơ bản của thân trước quần Âu dáng bó sát hai ly lật. Nghiễm nhiên là chúng ta sẽ phải lưu ý, đây là công thức cơ bản và lưu ý độ cử động. Có nghĩa là phụ thuộc vào người, cái sở thích người ta mặc là mặc bó hay là mặc vừa phải hay là mặc có cử động. Nếu ống đứng thì chúng ta buộc các điểm vị trí ngang gối, ngang đùi, ngang gối, ngang bắp chân chúng ta đều phải cộng cử động. Nếu là đối với những loại vải, thứ nhất là loại vải không có giãn, thứ hai nữa là sở thích người mặc rộng rãi thoải mái hay người mặc bó thì chúng ta sẽ hoặc cộng hoặc trừ cử động. Trừ cử động có nghĩa là những người mặc bó thì chúng ta phải giảm cái số đo 1/4 đi để đảm bảo khi mặc người ta phải đảm bảo sự ôm sát như ý thích của người mặc. Đấy là những cái mà chúng ta phải phát triển do cái sở thích của người mặc để chúng ta cộng trừ cử động. Và dựa trên các đường này, lưu ý là khi kẻ thì mọi người phải lưu ý là cái nét kẻ phải bé để đảm bảo là khi mà may nó sẽ có độ chuẩn xác cao. Còn nếu như mà chúng ta không kẻ bé như này thì độ chuẩn xác khi mà may là sản phẩm sẽ hơi rộng hoặc hơi chật, không như ý chúng ta mong muốn. Bó hai ly lật đối với những người hông rộng, cạp 8 xăng. Và dựa trên cái đường này chúng ta cắt cơ bình thường, tùy thuộc là mình thích ra đường may. Có những người người ta thích để đường may to là 2 xăng để khi mà người ta hay bị tăng giảm cân thì sẽ nới hoặc là thu vào. Còn có những người người ta chỉ thích mặc đường may bé thì chúng ta nên để đường may bé thôi. Đây, khi lưu ý và khi chúng ta cắt, tránh tình trạng là cái điểm giữa moi quần ấy, chúng ta may nó không đối xứng hai bên thân quần, thì cái điểm này chúng ta sẽ phải dựng cái đường thẳng mà theo như mình đã kè từ lúc trước là đường dựng cửa quần, cắt như thế này và cắt vuông góc sang để tránh tình trạng là khi mình chắp, mình dựa cái này làm tiêu chuẩn để mình chắp lên thì luôn luôn cái cửa quần mình đảm bảo độ đối xứng cao.
cái đường cửa quần là mình phải lưu ý là không được cắt đường may quá to, dẫn đến là khi mặc cái sẽ bị ra, sẽ bị cộm. Sau đó thì ta sẽ phải sang dấu phần miệng túi. Sang dấu miệng túi và sang dấu cửa quần. Sang dấu ly. Nhớ là lưu ý khi sang dấu thì mọi người phải hết sức lưu ý về cái độ trùng giữa hai thân, tránh hiện tượng xô lệch. Xô sang thì chúng ta sang dấu không còn tác dụng gì nữa, dẫn đến là các điểm vị trí nó đều bị xô lệch đi và lệch đối xứng. Giữ chắc thước để sang dấu đảm bảo độ chính xác.